Thưa quý vị, các bạn, qua gần 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 23 đồng chí. Đồng chí Bùi Vũ Tấn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết văn kiện cấp trung ương bổ sung sửa đổi điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang đề ra 9 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ và giải pháp, 3 khâu đột phá. Trong đó, động viên cựu chiến binh phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực và các tệ nạn xã hội, tham gia giám sát phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tổ chức các hoạt động tình nghĩa tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước địa phương. Đại hội ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Bùi Vũ Tấn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 gồm 5 đại biểu. Phát biểu bế mạc đại hội, ông Bùi Vũ Tấn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 khẳng định: "Thành công của đại hội chỉ là bước khởi đầu của chặng đường 5 năm tới để đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả. Sau đại hội này, các cấp hội cần quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với nghị quyết đại hội Đảng cấp mình, vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh thực hiện tốt trong thời gian tới." Các đồng chí đại biểu chính thức hôm nay sẽ là một báo cáo viên, tuyên truyền viên thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 7 của Hội cựu chiến binh các cấp, nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh. Trong niềm vui trước thành công của đại hội, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, cựu chiến binh và cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ và chuẩn mực mới của cựu chiến binh Việt Nam, đó là trung thành, đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm, ra sức xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Với tinh thần đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho hai cá nhân vì đã có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển Hội Cựu chiến binh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.